Tiểu sử Quang Tèo, từ nghệ sĩ nghèo 13 năm hiếm muộn đến tài sản cách xù. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, anh sinh năm 1962. Anh công tác tại nhà hát kịch quân đội gần 30 năm. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là nông dân, quê của Quang Tèo trước thuộc làng Vòng, nay là dịch Vọng Hậu thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là lý do chính để Quang Tèo có được kiến thức vốn sống để diễn các vai nông dân ngọt đến vậy. Hồi Quang Tèo còn nhỏ, khu dịch Vọng Hậu vẫn bạt ngạt đồng ruộng. Do nhà nghèo nên đêm đến cậu bé Quang lại xách giỏ và đèn soi cá đi khắp cánh đồng bắt ếch nhái. Nếu bắt được ếch thì sẽ làm thịt cả nhà ăn, còn có những con nhái sẽ đem nấu cám cho lợn. Quang Tèo luôn nhận mình là một nông dân chính hiệu. Sự nghiệp trở thành diễn viên của nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo đến tình cờ trong một lần anh vô tình đi qua khu Văn Công, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, gặp hai bạn học của mình từ đó đi ra. Và một điều thú vị nữa là cái nghệ danh Quang Tèo vốn xuất phát từ tiểu phẩm đầu tiên anh diễn ở nhà hát kịch nói quân đội mà ra. Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng chính là đạo diễn Khải Hưng đã ghép Quang Tèo với Giang Còi thành một cặp. Trước đây còn có trưởng thôn Văn Hiệp, họ là bộ ba không thể thiếu trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của VTV. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tiến học ở trường nghệ thuật quân đội từ năm 1983 đến năm 1986. Anh ra trường vào đầu quân và làm diễn viên ở nhà hát kịch nói quân đội. Và đến bây giờ anh luôn cảm thấy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của những người lính. Bởi ở trong môi trường này, anh được rèn luyện tác phong của một người quân nhân, làm việc nghiêm túc, chỉnh chu, được nhân dân tin tưởng, quý mến, đi dân nhớ, ở dân thương. Trong suốt gần 30 năm công tác của mình, Quang Tèo tham gia khá nhiều vai diễn, như vai phó sung trong Ấp Sậu Lúc Hoàng Hôn, vai thông trong Quán Vắng, vai bền trong Thời Gian Không Im Lặng. Bằng tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, với hàng loạt thành tích tại các kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc, năm 2012, anh được nhà nước công nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Quang Tèo đời thực như thế nào? Quang Tèo tự nhận thấy ở bản thân có nhiều điều không thuận, không đẹp trai, dáng người không thanh thoát để đóng những vai chính kịch, nhưng anh lại cố gắng biến cái không thuận thành thuận khi thể hiện những vai phản diện, vai hài trong tác phẩm sân khấu cũng như điện ảnh và truyền hình. Anh đã từng tiếp xúc và làm việc chung với nghệ sĩ Quang Tèo đều nhận ra ở anh thái độ làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận đến từng chi tiết. Khi nhận bất kỳ một vai diễn nào, Quang Tèo luôn trăn trở làm sao để thể hiện tốt nhân vật của mình. Vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh là Đôn Sứt trong vở Lời Thề Thứ 9. Khi nhận vai diễn này, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi làm sao cho hành động của nhân vật Đôn Sứt khi lấy của người buôn lậu để giúp đỡ cho người nghèo bị ấn tượng xấu trong mắt khán giả, mà phải thể hiện được nét tưng tửng, hồn nhiên của người lính. Vì thế anh đã sáng tác ra một đoạn cải lương trên sân khấu rất hóm hình. Sau này vở Lời Thề Thứ 9 được khá nhiều đoàn diễn lại, nhưng ai đóng vai Đôn Sứt cũng đều phải hát cải lương như bản diễn đầu tiên của Quang Tèo. Trong sự nghiệp diễn xuất, Quang Tèo kể lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong một đợt công tác ở Cao Bằng, đường xá khó khăn, bị ốm, cả ngày nằm li bì không ăn được gì, nhưng tối đến lại tỉnh dậy để diễn. Diễn như có luồng điện chạy quanh người, diễn xong lại lăn ra làm bệt. Đấy cũng là chuyện ốm nặng nhất của Quang Tèo khi đi công tác. Anh kể lại biết mình khó lành bệnh ngay để tiếp tục biểu diễn, sợ ảnh hưởng tới công việc chung của anh em trong đoàn. Sau mấy ngày sốt li bì ở đơn vị, anh đã nhờ lãnh đạo mình gửi anh theo xe bộ đội về Hà Nội. Về tới nơi, anh được gia đình đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện quân y. Vậy mà từng ấy ngày nằm viện là từng ấy ngày anh đem nụ cười và niềm vui đến cho những cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện. Mỗi khi hết sốt, Quang Tèo đã hát, đã diễn hăng say như chưa từng biết tới những cơn đau giằng xé, những mũi tiêm, viên thuốc để đáp lại sự mến mộ của mọi người dành cho mình. Sau này nhớ lại những ngày nằm viện, anh càng thấm thía hơn một điều. Sân khấu lớn nhất của người nghệ sĩ chính là cuộc đời. Được đem tiếng hát, tiếng cười phục vụ cho những y bác sĩ, bệnh nhân nơi đó là niềm hạnh phúc mà những nghệ sĩ như anh mãi mãi trân trọng. Cuộc
sống gia đình của nghệ sĩ Quang Tèo. Nghệ sĩ Quang Tèo lé mút trong gia đình có 3 anh em trai. Mỗi người đều được bố mẹ cho hơn 100m² đất ở làng Vòng từ những năm 90. Nhận phần sau, Quang Tèo bán luôn để mua một chiếc Honda 81 chạy. Không phải chơi sang, Quang Tèo lý giải, bởi thuở ấy truyền hình bắt đầu phát triển rất cần phương tiện đi lại để chạy show. Thấy ai cũng có xe máy nên Quang Tèo cũng đành làm một chiếc. Bán xong đất, gia đình chuyển lên ở nhà tập thể trong khu quân đội. Sau thấy con ở tập thể vất vả quá, bố mẹ lại phải cắt thêm 35m² đất ở làng Vòng, nơi ở hiện tại của gia đình anh. Lấy vợ không muộn nhưng sau tận 12 năm Quang Tèo mới có con. Vấn đề tế nhị nên anh cứ ngại đi khám. Phải sau chục năm anh mới vào bệnh viện và được đích thân phó giám đốc bệnh viện sản chữa cho. Một thời gian ngắn thì anh đậu song sinh một trai một gái. Muộn màng một chút nhưng còn may mắn được làm cha ở tuổi 42. Nhiều năm nay diễn viên Quang Tèo phải nuôi cả gia đình, một vợ hai con. Trước đó vợ anh làm ở xí nghiệp may, dù tiền lương ít ỏi nhưng cũng phụ chồng lo tiền đi chợ. Kể từ ngày sinh con, chị phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái và gánh nặng kinh tế bắt đầu đè lên vai anh. Quang Tèo trong một lần chia sẻ với báo giới: khi vợ sinh con, tôi định thuê người giúp việc để cô ấy đi làm trở lại. Nhưng tính ra tiền thuê cũng mất 3 triệu đồng một tháng và vợ đi làm cũng chừng ấy tiền. Vậy nên thôi, để vợ ở nhà chăm sóc các con, mình tôi đi làm cũng được. Bạn bè cùng trang lứa với anh, ai cũng có cuộc sống không vất vả vì không phải một thân một mình nuôi cả gia đình như vậy. Có người cho rằng nên kinh doanh để kiếm tiền phụ thêm nhưng anh bảo tôi không có máu kinh doanh và lại không có vốn liếng nên không dám liều. Thấy nhiều người kinh doanh bị thất bại, tôi sợ, thôi chăm chỉ làm nghề vậy. Là người duy nhất làm ra tiền, anh chạy show diễn khắp nơi để kiếm thêm thu nhập. Đôi lúc thấy vai chịu nặng nhưng vì vợ con, nghệ sĩ Quang Tèo cố gắng chống cho con thuyền gia đình vượt qua sóng gió. Ngoài việc tham gia các vở diễn tại nhà hát kịch quân đội, Quang Tèo luôn tranh thủ nhận thêm các vai diễn bên ngoài. Có thời gian rảnh, anh tìm đến kịch bản, tìm bạn diễn, luyện tập để có dịp đi diễn. Công việc bận rộn cuốn anh đi về như con thoi, chuyện vắt chân lên cổ mà chạy là bình thường. Anh kể, có lần đi diễn ở tỉnh này xong đã 12 giờ đêm, tôi phải chạy xe máy mấy chục cây số về một tỉnh khác để quay vào sáng mai. Mấy hôm rồi tôi đi diễn ở Ninh Bình xong chạy về Thanh Hóa diễn là bình thường. Bươn bả theo những chuyến đi khắp nơi, thời gian Quang Tèo dành cho vợ con rất ít. Hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, Quang Tèo không phải là cái tên xa lạ đối với công chúng Việt Nam. Tuy nhiên anh lại khá kiệm lời khi nhắc về gia đình của mình. Được biết Quang Tèo hầu như không chia sẻ gì về người vợ của mình. Tất cả những gì anh nói về vợ chỉ là vợ tôi ở nhà nội trợ. Tuy nhiên, qua những lời chia sẻ ít ỏi của Quang Tèo, khán giả có thể thấy vợ của anh là một người phụ nữ hiền thục và giàu đức hy sinh. Không chỉ giàu đức hy sinh, vợ Quang Tèo còn là người hiểu chuyện và luôn tin tưởng chồng. Vợ tôi hiền lành, không có thói quen ghen tuông soi mói, chỉ khi nào bức xúc quá một điều gì đó cô ấy mới khóc. Những lúc như thế tôi đã khó thở rồi, nếu còn ghen nữa chắc tôi tèo thật. Nghệ sĩ Giang Còi, suốt 30 năm làm nghệ thuật, chưa một lần nhận quảng cáo. Lý do vì sao? Những gì mà Giang Còi đã làm lúc sinh thời cho thấy cái tâm lớn của một người nghệ sĩ đích thực, một con người chính trực. Nghệ sĩ Giang Còi ra đi mãi mãi sau thời gian đấu tranh kiên cường với bệnh hiểm nghèo, khiến khán giả vô cùng bàng hoàng, tiếc thương. Lúc này nhiều thông tin về lối sống, cách làm nghề của anh được dân tình chia sẻ với sự ngưỡng mộ và trân trọng. Khác với nhiều bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ Giang Còi không nhận quảng cáo trong suốt 30 năm làm nghề vì một lý do đặc biệt. Nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn thân tình về chuyện đời và chuyện nghề của mình. Trước câu hỏi về nghệ sĩ kiếm bội tiền nhờ đóng quảng cáo nhưng chưa từng thấy anh xuất hiện giới thiệu sản phẩm trên TV, Giang Còi thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình. Nam nghệ sĩ tâm sự, nghệ sĩ nghèo lắm nhưng chưa từng vỗ ngực tự xưng mình là chân chính, còn những người khác là chân phụ. Sở dĩ anh từ chối nhận quảng cáo vì không tin vào những doanh nghiệp đang bán hàng. Họ sớm nắng chiều mưa đâu thể tin tưởng tường tận được.
Giang còn cho rằng khi quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó thì đã mang hình ảnh uy tín mời gọi tất cả người dân đã dành tình yêu thương cho mình mua hàng của họ. Nhưng nếu một ngày không đẹp trời lộ ra mình đã quảng cáo cho giá sữa tăng gấp 8 lần cho trẻ con nước mình, hoặc quảng cáo sữa có chứa chất melamine, sữa có chất gây ung thư cho trẻ em Việt Nam, hoặc quảng cáo cho rau sạch mà phun đẫm thuốc sâu, thì cái mắt mình nó chui vào đâu? Hơn 30 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình, chẳng lẽ đánh đổi mấy đồng rẻ rách đó thôi sao? Anh chia sẻ. Bên cạnh đó, Giang Còi cũng từng nêu rất rõ ràng nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Anh đã khẳng định tiền rất quan trọng nhưng không vì tiền mà làm tất cả. Dù trong túi có lúc chẳng còn lấy một đồng xu. Quan điểm làm việc tuy cứng nhắc nhưng rất sâu sắc của cố nghệ sĩ khiến khán giả ngưỡng mộ và nể nang. Lúc sinh thời, Giang Còi cũng lựa chọn cho mình cuộc sống giản dị, tránh xa những thị phi của showbiz. Anh bỏ phố về quê, tận hưởng những tháng ngày điền viên. Trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh say sưa với vườn tược của mình. Sau khi biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, đối diện với việc thân chết luôn rình rập ở cửa, nhưng Giang Còi cũng chưa từng đánh mất ý chí kiên cường và niềm tin yêu cuộc sống. Giang Còi cống hiến không biết mệt mỏi cho nghệ thuật, dù cuộc đời anh cũng có làm vất vả gian truân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Giang Còi đều rất lạc quan và cố gắng truyền tải nhiều năng lượng tích cực đến với khán giả. Tiếc rằng giờ đây, người hâm mộ sẽ không còn được thấy thêm những hình ảnh vui vẻ này của anh nữa. Cuộc đời nhiều thăng trầm của cố nghệ sĩ Giang Còi. Nghệ sĩ Giang Còi sinh năm 1962, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Anh là diễn viên tự do. Với tính cách hài hước và những miếng hài gây tiếng cười tự nhiên và sâu cay của anh, được lòng cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Anh từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh, góp mặt trong nhiều bộ phim như là Khi đàn chim trở về, Chuyện đời thường, Cảnh sát hình sự, Cựu chiến binh, Chuyện vặt gia đình. Giang Còi thành công với lĩnh vực hài kịch, chinh phục khán giả bởi chính sự duyên dáng và chân thành của mình trong các vai diễn. Sự nghiệp rực rỡ nhưng đời tư của anh lại lắm vất vả, lận đận tình duyên. Giang Còi kết hôn 2 lần, nhưng đều chịu chung cảnh đổ vỡ. Anh gà trống nuôi 4 người con và lựa chọn cuộc sống yên bình, tránh xa thị phi. Hé lộ di nguyện cuối đời của nghệ sĩ Giang Còi. Trên trang cá nhân, Lê Hiếu, con trai nghệ sĩ Giang Còi đã đăng tải dòng trạng thái thông báo về lễ tang của cha. Bên cạnh đó, anh cũng hé lộ di nguyện cuối cùng của nam nghệ sĩ trước khi qua đời. Trong bài viết của mình, Lê Hiếu cho biết khi sinh thời, nghệ sĩ Giang Còi thường nhắc nhở các con. Khi chào đời, mỗi chúng ta đều cất tiếng khóc trong nụ cười của những người xung quanh. Hãy sống để đến khi lìa đời, ta có thể mỉm cười trong những giọt nước mắt. Lê Hiếu khẳng định nam nghệ sĩ đã có một cuộc đời trọn vẹn. Anh bộc lộ thêm, trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với bạo bệnh, ông đã được các bác sĩ từ nhiều bệnh viện tận tình cứu chữa. Gia đình cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, bằng hữu và những người yêu mến ông. Nhưng than ôi, sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai. Theo chia sẻ con trai nghệ sĩ, ông mất hôm 4 tháng 8. Đồng thời Lê Hiếu tiết lộ trong di chúc mà diễn viên sinh năm 1962 để lại. Ông muốn mình được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên trong ngày đưa tiễn. Xót xa với hình ảnh người thân nghệ sĩ Giang Còi vừa đón sinh nhật vừa khóc. Ngọc Anh, con gái cố nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ đoạn video cả nhà quây quần bên nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho một người thân. Trên story trang cá nhân của Ngọc Anh, con gái cố nghệ sĩ Giang Còi đã chia sẻ video cả nhà quây quần bên nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho người chị của Ngọc Anh. Buổi tiệc đơn giản được diễn ra sau đám tang của nam danh hài. Nhìn qua đoạn video, có thể thấy các thành viên trong gia đình vẫn đeo khăn tang, gương mặt buồn vui lẫn lộn. Còn người thân của anh khi vừa nhìn thấy ảnh của bố thì bật khóc đức nở. Khi
Khi xem những hình ảnh này, khán giả không thể cầm được nước mắt và đồng cảm cho hoàn cảnh của mọi người trong gia đình. Những ngày cuối đời, con gái nhỏ của nghệ sĩ Giang Còi chăm sóc bố ở bệnh viện. Hai cha con luôn động viên nhau vượt qua khó khăn. Con gái nghệ sĩ đang học lớp 11, vừa phải học online, vừa vất vả để chăm bố. Bạn bè nghệ sĩ hỗ trợ về mặt tài chính để gia đình giảm bớt gánh nặng. Nghệ sĩ Giang Còi cũng từng tâm sự con gái năm nay 17 tuổi, chưa có người yêu. Khác với một số bạn học cùng trang lứa, Ngọc Anh rất giản dị, chăm học và siêng năng làm việc nhà giúp gia đình. Ngoài ngoại hình xinh xắn, con gái Cố Danh Hài có thể chơi thành thạo guitar, piano. Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng ở giai đoạn 3 vào đầu năm nay. Trong khoảng 8 tháng chống chọi với bệnh tật, anh bị mất giọng, sụt cân, sức khỏe suy yếu. Tuy nhiên, anh luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Nam Thanh Hải đã tụt 14kg trong quá trình điều trị bệnh. Sau đám tang diễn ra nhanh chóng, gia đình cho hay sẽ tiếp họ hàng thân quyến, bạn bè và những người yêu mến cố nghệ sĩ trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép sau khi hết dịch. Để những ai yêu mến có thể đến thắp hương, lễ truy điệu đưa tiến nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại Tư Gia và Nghĩa Trang tại quê nhà, thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi ông từ trần.